Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng uh, toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại trên kênh và xin gửi tới quý vị khán giả một uh, tác phẩm tiểu thuyết tân mỹ xã hội rất hay. Tác phẩm Chuyện Nửa Đời Khép Lại của tác giả Nguyễn Văn Toạnh. trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất uh, lòng quý vị và các bạn bất cứ thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện uh, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là chúng ta để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi uh, theo dõi hết uh, từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện men theo bờ hồ cổ ngựa chừng hơn cây số nữa là đã tới làng sao nghĩa cảm thấy mỏi rã rời cả hai chân chiều trung du thường tắt nắng sớm những quả đồi không cao không có cây to cứ sàn sàn nhau kéo dài tưởng như vô tận về phía núi Nghĩa Lĩnh xa xanh. Mặt trời vẫn là ở phía ấy, nhớ nghi nghĩ rời rạc, dễ đến với người ta vào lúc cuối ngày, sau những giờ làm việc căng thẳng. Xong với Nghĩa, cái mỏi mệt vô cớ cứ đeo đằng anh như hình với bóng từ bao lâu nay. Đến đoạn đường quẹo rẽ xuống giếng đầm, anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc của một thiếu phụ vừa bước vào phòng tắm công cộng che bằng mấy tấm phên dạ. Thiếu phụ để lộ đôi vai trần trắng muốt và mái tóc dài nền nã búi cao, ý trường tránh ướt nước. Yến định, nghĩa khừng lại khe khẽ thở dài. Có lẽ Yến cũng nhận ra người đang nhìn mình nên cô đứng lại trong nhà tắm khá lâu. Hiểu ý, nghĩa vờ như không biết gì. Hôm nay, chắc Yến không có giờ lên lớp. Bầu trời mùa thu nơi này dường như thấp hơn bất kỳ nơi nào. Đấy là cảm giác rất thật của những người quen sống ở đồi, quen ở trên cao. Mắt luôn luôn ngước nhìn lên những con đường đất đỏ vắt ngang đồi. Trong xa chẳng khác những dải lụa đào, lúc nào cũng trực bay tung theo hướng gió. Những con đường từng in đậm bóng dáng của người thiếu phụ. Nghĩa hả? tiếng cười hỏi làm Nghĩa giật mình. Ôi, Luông! Nghĩa kêu lên. Luông nói ngay. Báo cho cậu một tin mừng nha. Tớ vừa nói chuyện với một đồng chí ở cơ quan cậu. Ai thế? Nghĩa thật thà hỏi, vô tình cắt ngang lời Luông. Cậu dở bỏ mẹ. Luông gắt, giọng vẫn tỏ ra vẻ thân mật nhưng nồng nặc mùi rượu. Việc của tổ chức, đáng lẽ cậu không nên tò mò. Nhưng bạn bè thì giấu nhau làm gì? Mà lại cũng chẳng cần thiết phải giấu. Đó là ông Lường chứ còn ai. Chúng tớ vừa ăn cơm với nhau ngoài trụ sở. Thật ra cái gọi là tin mừng mà luôn vừa đưa lại đó chẳng làm nghĩa vui thêm chút nào. Anh vẫn như còn đang lạc vào cơn mơ từ lúc được thấy người đẹp với đôi bờ vai trắng ngần, mái tóc đen dài còn ướt nước, thoang thoảng hương bổ kết, hương của mùa thu tuyệt diệu ở vùng đồi anh còn nghe đâu đó tiếng những giọt nước giếng đá ong rớt tong tong hình ảnh con cá cờ lượn quanh trước gầu múc nước như trực chớp lấy đôi mắt lòng lành của người đẹp lúc hiện lên lúc tan nhòa trên mặt giếng trong ngăn ngắt ôi lòng giếng thơi quê hương khao khát một nụ cười hơi ấm mùa thu có lẽ đúng hơn là hương thơm từ làn da người đẹp cứ vàng phất và thấm dần vào anh như vị mía lùi gian gian nơi đầu lưỡi anh thầm biết ơn những người đã cất công đặt những viên đá ong đầu tiên giữ giọt nước tinh nguyên động lại những túng cỏ xanh dì mọc treo leo bên những khe đá như những tín hiệu tươi mát của trời đất anh muốn níu cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy lắm nhưng lúc này anh đang đứng cạnh luông luông là một người bạn có vai vế ở làng xã nghĩa toàn nói câu gì đó, xong anh không sao cất lên thành tiếng được. Anh thấy lúng túng khó xử, còn luân thì làm vẻ tâm lý tiếp tục cái giọng cao đạo. Mình muốn lưu ý cậu một điểm nhỏ thôi, cố gắng gần gũi quần chúng hơn nữa. Bang cấp thì cũng quý, nhưng chưa phải là tất cả. À bà, luân chưa nói hết câu thì yến đi tới, hương giả tỏa ra từ trên người yến như một phương thuốc thần diệu giúp cho đầu óc nghĩa bớt căng thẳng cơn gió lành ngỡ xếp thoảng qua đã dừng lại thật đúng lúc đúng chỗ chào anh ạ à. lời yến nhỏ nhẹ khiến luôn thấy hời lòng hời dạ nhưng ngay lúc đó anh đã kịp nhận ra ánh mắt dịu dàng của yến ném rất nhanh về phía nghĩa thay cho một câu chào mà ở thời điểm này là hoàn toàn không cần thiết không dám chào cô giáo luông vồn vã yến vượt lên trước tiếng dấp lên lạo xạo trên đường sỏi yến cố ý tránh mặt luông không hiểu luông có nhận ra điều ấy không đợi cho cô giáo đi xa rồi luông lại tiếp tục câu chuyện với nghĩa tớ đã có dịp nói chuyện với anh chị em giáo viên vẫn biết các thầy cô giáo cấp ba thuộc quyền quản lý của sở Xong họ sinh sống trên địa bàn xã mình mình phải quan tâm đến họ giúp họ hiểu được thực tế của địa phương. Trí thức như con dao hài lưỡi. Chuyện của mình thì có gì là to tát lắm đâu. Một tí thời sự chung, một tí tình hình xã nhà. Làm nghề dạy học thì cũng phải biết bà con xung quanh mình sinh sống và làm ăn ra sao chứ. Đối với các cô giáo trẻ, mình chỉ nhấn mạnh một ý này. Cái nết đánh chết cái đẹp. Anh Luân vừa nói gì? Tôi chưa hiểu. Nghĩa hỏi lại, mặt cứ nghệt ra. Trời ơi! Luân phá ra cười. Cậu <laughs> xa rời quần chúng quá xá. Hèn nào. Tớ vừa ký giấy. À! Tớ chỉ thị cho chính quyền. Phải cấp cho mỗi cô giáo, thầy giáo trường làng tám thức ruộng đấy. Tay phải cầm bút, tay trái cầm cày. Phải tự tăng thu nhập bằng cách ấy. Việc cứ như núi, trạc tuổi nhau, tóc cậu thì xanh, tóc tớ đã bà gần hết rồi. Con mẹ lớn nhà tớ đã có mã con gái. Giọng nói của luôn đượm buồn, công việc ở một xã quả là như núi. Điều ấy thì nghĩa thừa hiểu. Ở một con người như luôn, nỗi vui, buồn, thoát đến, rồi lại chợt đi, cứ như cơm bữa. Kề cũng lạ, Mỗi lần gặp luôn nghĩa là phải nghe anh ta nói đủ thứ chuyện. Trong mỗi câu chuyện của Luân, có cái gì vừa như hàm ý khoe khoang, vừa như muốn thành minh, khoe cái ta biết, và thanh minh cho cái chưa biết hoặc cái không thể biết nổi của mình. Không hiểu duyên cớ nào khiến anh ta nghĩ ra cách ứng xử ấy. Có thể anh ta luôn bị ám mảnh bởi trình độ văn hóa thấp kém của mình, trước cây bằng đại học đỏ chói mang về từ nước ngoài của Nghĩa Trăng. Hai người tổ bé chơi thân là thế, bây giờ cứ mối bận gặp nhau, họ lại giống như hai diễn viên sân khấu sắm nhầm vai. Vốn là người quen sống trung thực thẳng tính, Nghĩa không thích đóng kịch, không thích sống nguyện chuyển, làm khác mình đi. Đó chính là chỗ anh hay bị vấp với người đời. Mới ngày nào, ôi, thời gian, tóc luôn sắp bạc hết rồi. Nhưng người đời bạc tóc đâu vì tuổi tác. Lời than thở của luôn về sự xuống mã của anh ta cũng gây cho nghĩa nỗi chạnh lòng cùng với sự nối tiếc vù vơ Chị nhắn nhà anh có khỏe không? Nghĩa cố tình lái câu chuyện sang hướng khác bằng một câu hỏi hoàn toàn xã giao. Nhưng không ngờ lại làm luôn khó chịu ra mặt. luôn như tàu chuối ngập lửa, mặt dịu hàn xuống. Biết thế này, ngày trước lấy quách con mẹ nhà giáo hóa hay, hình như nghĩa đã vô tình khoét và nỗi đau riêng của luông con mẹ nhà giáo mà anh ta vừa nhắc đến đó là ai là hoa mối tình đầu của luông cách đây đã trên chục năm hai anh ta còn muốn ám chỉ nghĩa nhớ rất rõ rằng chuyện luông lấy vợ cũng rộ lên một dạo một làng ngày ấy anh ta mới chỉ là một cán bộ thôi nhưng cũng đã bắt đầu vo ve uy quyền và tập nói giọng lãnh đạo người lọn mắt danh của luông là hoa người huyện bên được bổ sung vào làng dòng dạy học cánh giáo viên trẻ rất tinh ý biết tòng cái bụng của luôn nhưng nào có ai dám nói toạc ra tình cảm của luôn trong sáng và chính đáng đấy chứ Khổ nỗi luôn không biết cách đến với trái tim phụ nữ anh ta lầm tưởng mọi thứ ở làng nhất nhất đều tùy thuộc vào anh ta Tiếp xúc với con gái luôn không chút bỏ được cái mát cấp trên của mình. Bởi vậy đáng lẽ nên tâm tình thủ thì thì anh ta lại thao thao chuyện sản xuất ở ngoài Bắc, chuyện chiến sự trong Nam như một nhà văn nào đó đã ví von rất hay rằng. Đáng lẽ ra phải sử dụng tiếng hót của họa mi thì anh ta lại bắn lại bác. Của đáng tội mối tình đầu ấy của Luân cũng được một số thầy cô ở trường vun vào, nhất là ông bố già của Nghĩa ông gọi hoa lên phòng hội đồng nói chuyện phân tích điều hơn lẽ thiệt bác cứ làm như cháu là con lợn giống ngoài chợ không bằng hoa cãi ấy cháu đừng nói như thế ông tuyên ngọt nhạt đám này tốt đấy vừa lợi cho cháu vừa thiết thực cho tập thể trường ta bác bác giao nhiệm vụ cho cháu đấy à hoa cười khúc khích hỏi giọng bướng bỉnh mọi người đều thương cháu nên mới vun vào cháu chịu thôi ta chết còn hơn đó đến giờ dân làng dòng vẫn còn truyền nhau một câu chuyện về mối tình đầu của luông số là buổi tối hôm ấy ngoài sân vận động có chiếu phim cánh thanh niên làm như vô tình bố trí cho hai anh chị ngồi cạnh nhau bộ phim phản gián hay đến nỗi hoa bất ngờ vỗ đánh đét một cái vào đùi luông mồm reo lên ôi thằng rắn điệp đẹp dai quá nhận ra ngay mình bị hớ hoa ngượng quá tìm đường lùi còn luông anh ta đang bực dọc ra mặt cánh thanh niên biết chuyện cười bảo anh giờ bỏ mẹ, một cái vốt đôi lịch sử. Theo các cậu, tớ phải làm gì lúc ấy? Luôn gặng, vô lại hai cái, vớ vẩn. Anh chờ nó mời chắc, đối lý luôn làm nhảm. Giữa cái ngưỡi về, chỉ những lo rèn rũa, giờ y lập trường thôi, cũng đổi hết ngày. Hoa cũng là một cô gái đáo để, biết làng dòng không còn là đất rộng thân nữa, hoa nhờ cậy một người có thế lực trên thị trấn xin chuyển vùng. Trước khi đi, cô cần tìm gặp ông Thuyên. Cháu muốn nhờ bác một việc. Chuyện gì vậy? Thư hả? Ông Thuyên hỏi lại. Chỉ có màu giấy này thôi, gửi lão luôn. Hoa rúi vào tay ông giáo già trường làng, màu giấy con con, rồi ngoài đi luôn. Ông Thuyên lầm nhầm đọc. Ở đời em chẳng yêu ai, yêu anh gián điệp đẹp trai nước ngoài. Sự phản ứng của luôn trước thái độ táo tận của Hoa thế nào chẳng ai biết, những chuyện về mối tình đầu lỡ giờ ấy của Luông thì hai anh em Nghĩa và Thuấn đã được nghe ông Tuyên kể đi kể lại nhiều lần rồi. Và cái làng dòng này nó được lan truyền như một giai thoại, cố nhiên là lan truyền một cách kín đáo, lặng lẽ. Sau sự cố ấy, người làng thấy Luông trở nên cẩn trọng hơn, hình như còn có phần ác cảm với phái yếu thì phải. Nhưng rồi trong bao lâu sau, cả làng lại ồn lên về chuyện luông tấn công cô nhãn tức là bà nhãng bây giờ người ác khẩu thì bà anh ta muốn khẩn trương bịt đi cái tiếng bị một cô giáo đã học máu như gã chu du bên tàu cũng là dân vùng đồi sau mấy năm đi làm công nhân ở lâm trường ngoài lao về cô nhãng bập bờ luôn rất nhanh và êm như du cuộc hôn nhân may mắn này như lời thú nhận của nhãng khiến con bé đầu lòng cái hại vừa ra đời đã bị luôn cái án dư luận là kết quả của một sự tạm ứng quá hào phóng của nhãn hoặc chỉ ít luôn cũng là kẻ không ăn ốc nhưng lại phải đổ vỏ. Trong trái tim anh bạn cùng lứa này, quả đã có một vết thẹo. Câu chuyện với Luân xem chừng đã đến lúc phải kết thúc. Nghĩa chủ động lên tiếng hỏi, bây giờ anh Luân định đi đâu? Luân đã ngồi lên yên xe đạp, một chân còn thõng xuống đất đáp một cách xuồng xã. Rượu đang ấm, về nhà ngả lưng kết án. Câu trả lời của Luân làm Nghĩa tạm yên lòng, ít nhất anh ta cũng có những giây phút sống thật mình. Đạp xe ra đến giữa bờ toang, anh ta còn ngoái lại nói thêm. Này, cô sàn nhà cậu lại vừa mới ngất đấy. Trên đường về nghĩa mường tượng cảnh nhà lúc này sẽ phải ghê gớm lắm. Sàn nằm dưới đất, tóc xóa ra rũ rượi, mặt tái mét chỉ đợi nghĩa về là bắt đầu chu chéo lên. Còn ông Thuyên, bố anh thì ngồi thu hai đầu gối trên chiếc tràng kỳ đã bạc màu vét đi, vừa sợ hãi vừa lúng túng trước cảnh con dâu ăn vạ. Nhưng không, mà việc dẫn ra hoàn toàn ngược lại. Sàn ngồi bên trước gương hình bầu dục, đang mài cài lông mày, không hay biết là chồng mình đã về. Ông Thuyền thì đã mặc xong chiếc áo the đen, đang quấn trên đầu chiếc khăn xếp. Bố chuẩn bị ra đám lễ đấy à?" Nghĩa hỏi, phát tan bầu không khí im lặng căng thẳng đang trùm lên trong nhà. Không đợi bố trả lời, Nghĩa lại hỏi tiếp. Nhưng bố có phải chủ lễ đâu? Lễ thời phải có phép, các quan viên bà họ đang chờ ông chủ lễ thì nghe đâu còn đang ngủ, tôi phải thân trinh đứng ra lo. Thấy chồng về không hỏi han gì mình lại đang sẵn cơn bực bội với bố chồng, san lặng lặng đứng lên nhìn thẳng vào mắt chồng, hỏi bằng một giọng đay nghiến. Anh mới đi đâu về? À, anh... anh đừng có mà giấu tôi. Cặp môi mỏng dính của sàn đỏ mọng những phấn trợt như nhợt nhạt hẳn đi. Anh ở cơ quan về đây, chắc anh không bỏ qua cái đoạn con yến nó đứng tắm chứ gì. Ông Tuyên chỉ những muốn bỏ đi cho khuất mắt, sàn quen nói đăng bộ bã, chẳng cần kiêng rẻ ai. Cô vừa cãi lại bố chồng chừng 15 phút trước đó, bị bố chồng mắng cô lăn ra đất ân vạ. Giờ ông Tuyên bỗng thấy lo no sợ. Trước khi vào lễ được tắm mình trong không khí khấn vái linh thiêng, ông muốn lòng được thanh thản, không gợn chút bụi trần. Thế nào? Tôi hỏi sao anh không trả lời? San hỏi lại, giọng nghe nặng nề đừng có mà nói. Quả là già néo đứt dây. Thằng Nghĩa vốn lành tính nhẫn nhục chịu đựng vợ hàng bao năm nay. Con vợ đáo để được thể cứng lên nước. Đấy, mặt nó tái đi thế kìa. Điều ông Tuyên chẳng muốn đã xảy đến. Ôi trời cao đất dày ơi, ngày xưa mấy tiến sĩ trẻ đẹp trai hỏi tôi tôi trả lấy, tôi lấy ông Nghĩa giờ đến nông nỗi này. Tiếng sàn la lối vang động khắp xóm, chỉ có đám trẻ con kéo đến xem. Người lớn chẳng lạ gì cái thói ân vạ của sàn nữa. Sàn kêu to thế. Kêu to nữa họ cũng bỏ ngoài tai. Trong đám trẻ đứng lối nhố ngoài sân, có cô tí nữa. Như mọi đứa trẻ khác, nó thích thú nhìn mẹ nó lăn lộn trên đất kêu gào. Rồi chật sàn vùng dậy, chạy ra phía bờ cơm hoi, vừa chạy vừa la. Là nước ơi, cứu tôi, tôi đi tự tử đây, chẳng hiểu vì thương vợ hay lo sợ điều gì nghĩa hớt hải chạy trong người đàn bà đang cơn khùng bỗng có một bàn tay níu anh lại cơ mà kệ chị anh có cho kẹo cũng không dám tự tử anh cứ như thế chả trách người ta trèo lên cổ người vừa níu nghĩa lại là thuấn người em không chung giọt máu của anh hai anh em chưa kịp nói gì với nhau thì cô tí đã lách qua đám đông đến trước mặt thuấn khoe chú ơi Sáng ngày cháu đã trèo lên cổ ông nội đấy. Nghĩa nhìn con trai không ra cười, không ra bực. Quát, vào nhà ngay. Có tiếng cởi ô tô toe toe đến gần. Đường làng tung bụi mù mịt, bóng người nhòe đi. Nghĩa ồi oài, oài quay vào sân, ngồi bệt xuống bậc thềm, đầu phù phục một cách nặng nề. Còn Thuấn thì kịp nhìn thấy bà chị dâu chui tuột vào chiếc lát đa màu trắng, cùng với một cánh tay đàn ông vạm vỡ chìa ra đón ngang lưng ánh mắt bất bình của người đàn bà ném về phía anh. Ông Thuyên cũng bỏ cả đám lễ nằm trườn trên giường từ lúc nào. Một tay bắt ngang trán, miệng làm nhàm, nói với bức ảnh vợ trên tường. Mong bà về phù hộ cho bố con tôi được sống yên ổn. Tôi thấy cực quá lắm. Cái tên cô sàn bỏ vốn mở một khách sạn khá sộp trên thị trấn làm xôn xao cả làng dòng toàn đầu nghe nói là vốn chung giữa cô và ông Tốn, một tay khét tiếng ăn chơi cờ bạc, sẵn sàng ném hết cả gia tài vật chất cũng như tinh thần của cha mẹ mình qua cửa sổ mà không cần thương xót. Sau đấy một thời gian, đúng hơn ở thời điểm này, san đã tách ra khỏi sự quản thúc của Tốn và trở thành giám đốc một khách sạn riêng với quân số ngót chục người, kể cả lái xe. Cô đặt khách sạn của mình một cái tên thật lạ tai: Nghỉ cho khỏe. Xung quanh cô, con dâu ông Thuyền thật không biết bao nhiêu dư luận. Một con bé văn thư có tiếng là đồng đành ngày nào, lương 40 đồng một tháng. Nếu tiếng lương bây giờ thì chỉ được ngót nghét 100 ngàn, nghĩa là không đủ ăn, chứ đừng nói gì đến nuôi con. Vậy thì nó lấy tiền ở đâu ra để làm ăn? Thằng nghĩ ở nước ngoài về, dành dụng được ít tiền mua được một cái cúp, con vợ cũng tước mất. Mấy hôm đầu còn thấy nó phóng cúp về 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 làng, sau rồi cúp cũng đi tòng. Nghĩa nề vợ, đúng hơn là sợ vợ, đành cứ cắn răng im lặng. Bực quá, ông Tuyên đánh liều gặp con dâu, cố giữ giọng ngọt ngào. Thế chiếc cúp của nhà đâu rồi con? Bố vẫn chưa biết à? Con bán rồi. San thản nhiên đáp, sao con không giữ lại để đi làm hàng ngày có tốt hơn không? Từ nhà ta lên thị trấn đường có gần gội gì cho cam? San nhìn thẳng vào đôi mắt cận thị của ông bố chồng rồi nói dần từng tiếng. Con cần tiền để làm ăn nhớn. Đó là thói quen, đúng hơn là thủ đoạn của San mỗi khi tiếp cận với bố chồng cũng như người nhà chồng kể cả nghĩa. Cô biết, mọi người đang sợ cô. Chỉ cần cô kiếm cớ, lăn đồng ra đất, giả ngất là ai nấy hồn vía lên mây, phải chiều theo ý muốn của cô ngay. Cô đã biến cái thói quen ấy thành một thứ vũ khí lợi hại mỗi lần muốn chiến thắng đối phương. Cây càng ngất của sàn được tái diễn không biết bao lần, và lần nào cũng để lại trong nhà ông Thuyên một tấn hài kịch. Nghĩa thì hớt hải chạy lại ôm lấy vợ, một điều em ơi, hai điều anh đây. Ông Thuyên với gương mặt méo sạch, non đến thảm hại, xua tay, nói với đám người tò mò đến xem. Có các ông, các bà chứng giám nhá, tôi đã đụng đến người nó đâu. Chẳng phải ông sợ pháp luật quy cho ông cái tội đánh người, mà ông ngại, ông muốn tránh mọi sự hiểu lầm về phía bà thông gia hai bền. Ờ, à, thì bố không phản đối việc con làm, nhưng sao con không nói với nhà con một tiếng? Ông tuyên cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp một câu nữa. Anh ấy là loại người đời, biết cái gì hả bố? Trông với trả con. Giá đảm đang tháo vát được như chồng người ta, thì gái này đâu đến nỗi phải đi đêm về hôm. Ông Thuyền thấy người nổi da gà, con dâu lại sắp lên cơn rồi. Ông tìm cách xoa dịu. Ừ, thì bố cứ nói thế. Bố cũng tin là con biết xoay xòa vì chồng vì con. Được lời như cởi tấm lòng, sàn tỏ ra cương hẳn lên. Bố chồng khen con dâu. Đâu phải chuyện đùa. Cô bắt đầu truyền hướng câu chuyện. Con chẳng giấu gì bố, con không đến cơ quan làm việc nữa. Thế con nghỉ mất sức cả. À? Ông Tuyên thật thà hỏi. Sàn chợt cười phá lên trước tâm trạng rối bời của bố chồng. Tiếng cười của cô nghe lạc lõng quá. <laughs> trông con như thế này mà khai là yếu xin nghỉ mất sức thì ai tin được. Gái một con trông mòn. Ngòn... Sàn lại cất tiếng cười khì khì. <cười> Hàng phố người ta bảo khách sạn nghỉ cho khỏe sở dĩ đông khách là vì có một người đẹp như con đấy, bố hiểu không? Ông Thuyên quay đi nhìn chỗ khác. Giá bịt được cả hai tay lại để khỏi phải nghe những lời lễ nhơ nhuốc kia. Sàn không để ý thấy thái độ của bố chồng, cô tiếp tục luyên thuyên. Con cần gì cái thứ lương hưu chết đói đấy? Ai thiếu còn cho tất, con sẽ nuôi cả nhà. Ông Nghĩa cũng khỏi cần đi làm, cứ ở nhà trong cu tí. Con nói điều này, xin bố đừng giận nhé. Mai kia bố có nằm xuống, con sẽ xây cho bố một cái lăng tưởng niệm. Chào ôi, nói dài, nói dai, sinh ra nói dại. Cô nhân đã dạy quả không sai chút nào. Ông thuyền đang cố tìm cách quẫy ra khỏi cái tình huống chớ trêu này, thì cô tí từ ngoài sân chạy sồng sọc vào, rối rít gọi. Ông nội ơi, bà ngoại đến, bà ngoại đến. Bà hai bền bước vào nhà, kéo cô tí ngồi ngay xuống chiếc tràng kỳ, đưa mắt nhìn ông Thuyền rồi lại hỏi chuyện cô tí như mọi bận. Thế ông nội có yêu cô tí nhiều nhiều không? Nhiều nhiều ạ. À. Tiếng cô tí lè nhè. Nhiều nhiều như thế nào? Ông bế cháu đặt lên đùi ông rồi ông sờ chim cháu và bảo: cha tổ bố mày, may là cái này lại là giống ông, chứ không phải cô bên ngoại. Cô tí càng nói hồn nhiên bao nhiêu thì hai ông bà thông gia càng thêm ngượng bấy nhiêu. Bà hai bền vội dúi cho cô tí gói kẹo rồi đầy mau nó ra sân. Ông Thuyền chủ động bắt chuyện. Chẳng hay ít lâu nay bác có được khỏe không? Khỏe, giọng bà hai bền nặng như chì. Sáng sáng bác vẫn tập chạy đều chưa ạ? Đều. À, thế bác có lương hưu tháng này chưa? Rồi. Ông Thiên cảm thấy lung túng, không biết nên gợi chuyện gì nữa. Ông cầm cái ấm rót nước vào chiếc chén của bà thông ra, dễ đã đến lần thứ ba thấy vậy bà hai bền dùng một bàn tay che miệng chén lại và nói ông cứ mặc tôi nước với nôi làm gì mà ông thì cần gì đến lương hưu mà hỏi ấy chết sao bác lại nói thế ông tuyên ngạc nhiên thật sự thì trên phố người ta đồn là con sàn nhà tôi đang phải nai lưng ra nuôi cả nhà ông ơ đúng thế hả bác dễ tôi lừa ông chắc cơ mà làm gì có chuyện ấy mười năm nay tôi chỉ trông vào mấy đồng lương hưu Thế ông đã lên thăm chỗ làm việc mới của cô con dâu giám đốc chưa? Ông Thuyền lúng túng. Chưa. Thảo nào mà ông điếc lời thiên hạ? Thằng Nghĩa thì nên nghỉ việc đi, lên khách sạn mà giúp vợ một tay. Suốt ngày cứ xì xồ mấy cái tiếng tây phải gió. Có phấn đấu đi được nước ngoài thì cũng phải làm cái chân hầu bàn thôi. Báo gì? Con sàn nhà tôi, nó bảo thế đấy. Ông Thuyền rất muốn chấm dứt câu chuyện với bà hai bền. Ông nói, Thôi, Việc của hai cháu cứ để hai cháu tự quyết. Bà hai bền sừng sốt. Ông nói lạ. Có con thời phải dạy chứ. Ông không dạy thì để đấy tôi. Có rất nhiều tiếng trẻ con lao ra ngoài cổng. Cô tí khóc mếu chạy vào. Bà ơi, chúng nó. Bà hai bền hỏi dồn Chúng nó làm sao? Bị đánh hả? À? Thôi chết rồi. Ông ra mà xem con cháu của ông này. Ông thuyền không kịp xò chân vào dép, hấp tấp chạy ra cổng cái đệm xe máy phía sau của bà hai bền bị lũ trẻ tai quái dùng dao rạch toạc ra. Chả là chúng nó vốn ghét bà mà. Bà hai bền tức tối chống hai tay vào mạng sườn, cặp môi trèo ra nhằm về phía sóng thượng mà réo. Chà, tiền sự bố lũ chết trôi sông, đắm đỏ, chết bó mo thì thiếu, bó chiếu thì thừa nhá. Chúng mày tai quái thế này à, bà thì ở đây ở vơi, ỉa xuôi ở ngược vào cửa nhà chúng mày. Cà trong xóm này đã quá quen thuộc với tiếng chửi của bà hai bền. Bà chửi chẳng ai thèm nghe, bà vẫn cứ chửi. Người khổ tâm nhất là ông thông gia. Chuyện to tiếng lại bắt đầu từ mảnh sân nhà ông. Hết điều nọ tiếng kia, chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện đúng, sai. Họ chỉ truyền mồm, lại chuyện nhà ông Thuyên đấy. Những lúc như thế này, ông chỉ muốn chui xuống đất cho khuất mắt. Hôm nay, bái đến đây có việc gì? là thông gia với nhau đã gần chục năm rồi mà chẳng bao giờ ông tuyên ngồi tiếp chuyện bà hai bền được mười mười lăm phút chót lọt còn nói gì đến chuyện ăn chung mâm chung bát ông mừng thầm khi thấy bà thông gia nổ máy phóng xe đi đám trẻ con chui từ trong bụi cây ra nheo mắt nhìn theo bóng chiếc xe máy xa dần nghĩa chỉ kịp dừng chiếc xe đạp đứt hết cả hai phanh vào đầu hồi nhà rồi cập dập ngồi ngay vào bàn tay trái với lấy quyền từ điển la rousse dày cộp đi đông về hoặc làm một việc gì mệt mỏi chân tay đầu óc nghĩa lại lục quyền từ điển để tra cứu hoặc chỉ để đọc vu vơ đó là một cách giải trí mà anh thấy thú vị nhất làm thế nào mà hai phanh xe đứt tung cả ra thế này con tiếng ông thuyên hỏi từ ngoài thềm nghĩa vẫn vừa mài lật từng trang từ điển vừa đáp phanh dùng lâu lắm rồi còn gì hả bố con phải mua ngay bộ phanh mới mà lắp bảo xe đi đường đồi mà không có phanh thì có bữa oan ra đấy con ạ à. à mà hai cái chắn bùn đâu rồi con tháo ra để phanh chân cho tiện nghĩa toán trả lời bố là không có tiền mua dây phanh nhưng sợ bố buồn nên anh phải tìm cách trả lời tránh đi anh trả lời tránh đi cũng hàm cái ý để bố khỏi phải tra khảo kéo dài câu chuyện nữa anh muốn chỉ còn mình anh ở đây với bộ từ điển cũ rích sờn rách gần hết cả bìa anh buồn giàu nghĩ đến sàn người bạn đời của anh đó là một cái đầu trống rỗng xong lại rất hâm hở làm giàu cay cú làm giàu nghĩa biết vợ mình đang ngụp lặn trong cái biển nhốn nháo những điều tệ hại cô ấy giống như một vận động viên không biết tự lượng sức mình nhưng làm sao được cô ấy đã nghĩ gì định làm gì thì có trời cản cách đây chừng một tiếng đồng hồ thôi san đã lại ngọt nhạt với anh giữ hàng phố chả là sau giờ làm việc anh quyết định ghé lại khách sạn nghỉ cho khỏe đón vợ đúng hơn là để xem thực hư ra sao dạo này bà con hàng phố xì xào rất nhiều điều về cô chủ khách sạn trẻ và đẹp tiêu tiền như ném giấy lộn qua cửa sổ và nhất là về những mối quan hệ nhiều mặt của cô ở cơ quan xây dựng của anh, có người đã ghé vào tay anh, nửa đùa, nửa thật. Này, cẩn thận kẻo cô ả bắt cậu nghỉ cho khỏe luôn đấy. Ở cái thị trấn nhỏ bé này, chuyện của một nhà rất dễ trở thành chuyện chung. Sàn đang đứng dưới gốc cây vàng gần cổng ra vào khách sạn, chiếc áo sơ mi màu tím hoa cà may tận Hà Nội để hờ gần hết bộ ngực tròn đầy đón gió, mái tóc đen dài quá thắt lưng được hất cả ra phía trước gương mặt trái xoan bự phấn chỉ cặp môi là hơi mỏng không quá mỏng tay trái khoác hờ một cái túi nhung đen mịt có lẽ là của ngoại nghĩa bất giác thốt lên khe khẽ vợ ta quà, có sinh thật tìm anh mẫn nhói một cảm giác vừa đau đớn vừa ghen tuông em nghĩa cất tiếng nhỏ nhẹ gọi vợ có thể vì nghĩa nói quá nhỏ, sàn không nghe thấy, hoặc cố tình bơ đi. Anh đến đón em về đây. Nghĩa nhắc lại. Trời ơi! Sàn bỗng phá lên cười, tiếng cười hệt như của một diễn viên tồi. Anh bắt em ngồi lên cái xe trần trụi như vậy ư? Họa có là bị kỷ luật. Nghĩa thoát mình nhìn lại cái xe không phanh, không cả chắn bùn Hai bánh xe đầy bụi đỏ, chứng tỏ lâu ngày chưa được lau chùi. Giờ tan tầm nên thị trấn khá đông người. Ai nấy đều sớp ngừa tất bật những lo toan. Vất vả nhất là đám chị em vừa phải mau mau đón con nhỏ ở nhà trẻ, vừa phải nhanh chân tạt vào chợ mua mớ rau, con tép. Có chị may mắn được ngồi sau chiếc xe Honda hoặc mô kích của chồng, nhưng hai tay thì lùng lằng những đồ ăn, thức uống có chị gò lưng đạp trước xe, không có chắn bùn. Phía sau lại lọc sọc hai thùng nước gạo. Ở quán bia hơi đầu phố xa kia, một tốp mày dâu, già có trẻ có đang xả láng, khói thuốc lá bay mù mịt. Mấy cô nhân viên bưng bề, trông còn đặc sệt chất nhà quê, mặc những chiếc váy cũn cỡn, quá mức cần thiết, sang sái qua lại trước đám khách. Thỉnh thoảng lại nở một nụ cười mua vui, để rồi được nhận lại một cái liếc mắt thậm chí một cái phát nhẹ vào cặp đùi lồ lộ, lộ mà không hề phản ứng lại hình như các cô được tập huấn phong cách ứng xử như vậy một cháu bé nhà ai đó lon ton chạy theo một trái bóng tròn xanh đỏ đi sau cháu là một thiếu phụ trẻ mặt hoa da phấn hình ảnh cô tý trật hiện ra trong óc nghĩa cô tý thiếu hẳn bàn tay chăm sóc của mẹ đôi lúc nghĩ cười chua chát nghĩ rằng quan hệ giữa sàn và con trai mang nhiều dấu ấn nghĩa vụ hơn là tình cảm nghĩa là nhìn chiếc xe đạp đã tàng tàng của mình rồi lại nhìn vợ anh lúng túng thật sự song vẫn cố giữ giọng ôn tồn hay là đi bộ vậy thái độ thật thà đến vụng về của nghĩa chỉ khiến sàn thêm khó chịu người gì mà tầm thế cô khẽ thốt ra lời trách cứ ấy với tâm trạng đầy ngán ngẩm đôi mắt xoe xoe tròn hai chân cô tự dưng dẫm phành phạch như cố tình nói cho chồng biết rằng cô mới chấm một đôi giày cao gót ngoại rằng cô không thể cuốc bộ được. Việc thay đổi mốt xoành xoạch đối với sàn là một thú vui. Xong đã bao giờ cô chia sẻ thú vui ấy với chồng. Trước mặt cô vợ ăn diện diêm rúa thế kia, nghĩa bỗng thấy mình trở thành một kẻ xa lạ, cách bức. Chào em! Vâng, chào anh! Con người vừa cất tiếng chào đó là một gã đàn ông cao to, có đôi cánh tay vạm vỡ, lái chiếc Dream 2 qua cổng khách sạn, rồi đỗ xịt ngay trước mặt sàn, cười khá lịch sự. Lời chào hồ hởi bao nhiêu thì lời đáp lại cũng mặn mà bấy nhiêu, ít ra là nghĩa cũng cảm thấy như vậy. Em chờ anh đã lâu chưa? Không có lời đáp lại, người đàn ông cao to chợt hiểu ra vấn đề, nụ cười trên môi anh ta tắt ngay một cách thảm hại. Tốn đấy, chủ tịch, tín dụng, song phẳng đấy, một cái buôn tiền khét tiếng thị trấn, nghĩa cũng đã nhận ra đối thủ của mình và lập tức anh hiểu ngay sự có mặt của anh lúc này không chỉ là thừa mà còn gây cho sàn thêm rắc rối nhưng chính ngay những lúc như thế này san càng tỏ ra là người đàn bà lọc lõi cao tay khi cô biết nhũn nhặt để thuyết phục chồng anh yêu anh vui lòng về trước nhé em còn định đi đâu bây giờ nữa Cô hỏi lại ngây ngô không đúng chỗ của nghĩa làm sàn đồi hẳn thái độ đi làm ăn chứ còn đi đâu nữa Sàn buông thẳng một câu, rồi thoát thoát ngồi lên trước đệm sau xe Dream 2 với một động tác thật thành thạo. Mặc dù bị bụi đường cuốn tung lên như thể muốn che giấu một màn kịch, nhưng Nghĩa vẫn kịp nhận ra hai cánh tay nuột nà của vợ ôm choàng lấy tấm lưng trần của người đàn ông ngồi phía trước. Nghĩa uể hoài gạt cuốn từ điền dài cộp sang bên cạnh bàn. Trời sập tối từ lúc nào, bụng đói mà miệng đắng ngắt chẳng thiết ăn. Trong đầu anh lờn vờn một câu, vì sao đối với gã đàn ông kia sàn lại mềm mỏng đầy đỡ tính thế còn đối với anh anh luôn rơi vào thế của kẻ bị vợ lấn át hai tiếng anh yêu mà cối vừa buột miệng để rơi ra khoảng không lẫn loãng kia thực chất chỉ là tấm bình phong che đậy một hành vi khả ố hơn thôi cối ấy mải mê đeo đuổi người kia phải chăng vì bị lệ thuộc vào đồng tiền bát gạo làm ăn thì về có vốn mà vốn thì sản hoàn toàn trắng tay nghĩa rất biết điều đó một cảm giác lo lắng mông lung đè nặng tâm trí anh nhưng anh chẳng thể làm gì được hơn trước hiện trạng này đã thế cứ mỗi lần bố lên tiếng phàn nàn với anh về sàn anh lại gắt gòng gạt đi bố cứ mà côi nhưng có cô vợ thì phải bảo ban chứ con bố bảo con nên làm thế nào đấy là những lời lẽ mà hai bố con thỉnh thoảng lại nhắc lại trước mặt nhau không ra trách cứ cũng chẳng ra đai nghiến vợ anh như chiếc xe đạp không phanh đang lao xuống dốc biết vậy mà chẳng giữ lại được chẳng lấy miệng lưỡi thiên hàn lại đúng khi chê bai anh là người chồng nhu nhược nuông chiều vợ chiếc la đa màu trắng mới cứng đỗ lại sát cổng nhà ông thuyên nhưng không tắt máy trong ánh sáng chói gắt của hai ngọn đèn pha ông thuyên chợt thấy một cánh tay đàn ông vạm vỡ mở cửa xe và sau đấy là một người đàn bà sang trọng bước ra Người đàn bà ấy là Sàn, là con dâu của ông. Ông chẳng mày may tự hào hãnh diện về nó, mà chỉ thấy chớ trêu thôi. Chớ trêu với gia cảnh ông, với con trai ông, và với ngay chính Sàn nữa. Nó đã lên chức bà rồi, bà giám đốc một khách sạn đâu phải chuyện thường. Đó là lý do biện bạch cho việc đi sớm về muộn của nó, cho việc nó thờ ơ, không nhòm ngó tới chồng con. Lúc nào ông Tuyên cũng phải sống trong tâm trạng thắc thỏm, nơm nớp lo âu. Có lời đồn rằng sàn vay tiền của quỹ tín dụng song phẳng với lãi suất 10%. Nhưng nó lấy gì để thế chấp? Hôm nọ vợ chồng nó đã to tiếng với nhau về cái sổ tiết kiệm 100.000 đồng của cô tí mà chú Tuấn tặng cháu dịp sinh nhật cuối năm ngoái. Kể cũng lạ, cái con bé văn tư đỏng đành ngày nào giờ cũng có kẻ đưa người đón hết xe máy lại đến ô tô, chẳng khác một quan chức cao cấp. Chỉ có điểm khác là nó phải bỏ tiền túi ra. Vợ tiêu tiền như vỏ hến, còn chồng thì hàng đêm nằm trên chiếc rắt giường gãy mọt. Hễ trở mình là lại nghe tiếng kêu cót két, tiếng kêu như cứ vào tim ông. Ông thương thằng Nghĩa quá. San lặng lặng vào nhà, biết là bố chồng chưa ngủ nhưng cô tặng lờ không hỏi mà đi thẳng vào phòng riêng, gieo mình đánh thịt xuống chiếc giường bằng tre ngâm cũ kỹ, bên cạnh là nghĩa đang ngáy khò khò rõ chán chồng với trẻ con cô chép miệng đoạn quay người nằm sấp cố nhắm mắt thiếp đi cái mùi đàn ông ngai ngái quen thuộc từ trên thân thể gã đàn ông to con có cánh tay vạm vỡ kia cứ trở đi trở lại đâu đây ám vật tâm trí cô nó đối lập hẳn với cái hơi da thịt đầy chất học trò của nghĩa cô lầy vài nghĩa hai lần sau nghĩa vẫn ngủ mê mệt. Thoáng một chốc, cô nhìn kỹ chồng và nỗi mực bội tan đi. Tâm thân non tơ thơ dại của chàng kỹ sư tốt nghiệp ở nước ngoài về lúc này bỗng có sức cuốn hút cô. Cô thích anh cứ mãi như thế này, mãi mãi như một chú kiều non lẫm chẫm, chớ để một con sói cái nào nhảy sổ vào. Cô toàn thúc chồng dậy, nhưng linh tính như vừa báo cho cô một điều gì đó khiến cô choàng dậy làm tuột hẳn trước áo mặc ngoài ra để phơi trước ngọn đèn ngủ hai bầu vú tay lầy trắng nhễ nhại thư của thằng thuấn từ sông đà gửi về san ngồi hẳn vào bàn lôi bức thư ra đọc với một nỗi tò mò ấm ức thư tuấn viết cho anh trai lời lẽ đính đạc quanh quan hệ của vợ chồng ông anh thuấn và nàn bố nhu nhược để con dâu dẫm đạp lên kỳ cương phép đắc gia đình thuấn phê phán anh trai là chiều vợ thậm chí sợ vợ để cho vợ lãnh đạo nên việc nhà cứ dối thêm ra càng đọc máu nóng trong người sàn như càng bốc cả lên mặt lại đây một dòng tái bút thách thức thư này em chỉ viết riêng cho anh thôi xem sao anh nhớ đốt đi ngay em sẽ có thư cho bà chị sau sàn cười thầm thực chất là mày muốn chia duyên dễ thúy vợ chồng bà đây anh mày có vía cũng không dám ly dị bà rồi mày sẽ biết tay bà Sàn gấp bức thư lại làm đôi, kín đáo bò vào trong ví tiền, định bụng ngày mai sẽ đem photocopy ra thành nhiều bản. Cô trần nhớ đến cái lý thủ quỹ của khách sạn. Không khí trong phòng vẫn im mắng, chỉ có tiếng ấy đều đều của nghĩa. Cô tí đã có thói quen ngủ với ông nội rồi, nên giấc ngủ của anh càng rành rang thư thái. Anh có vẻ trẻ lâu, trẻ lâu hơn vợ, mặc dù chẳng cần son phấn, không cần áo quần lòe loẹt như đàn bà, đó là sự thật mà lần đầu tiên sau khi đã có một mặt con với nhau Giao San mới phát hiện ra. Một nỗi lo âu vô cớ thoáng qua. Cô kéo chiếc rèm bài che lại đoạn nhanh tay cởi hết quần áo trên người mình ra và đứng trước tấm gương ngoài hình bầu dục tự chiêm ngưỡng, thẩm định cơ thể mình. Chỉ sau ít phút hoang dã như thế cô đã lấy lại được lòng tin tự tin hay kiều hãnh cô cũng không biết nữa chỉ biết rằng có không ít những gã đàn ông, kể cả giới mày dâu đàn em, đều đã và đang chết mê chết mệt tấm tân ngà ngọc trời phú của cô. Tội nghiệp chàng kỹ sư bằng đò kia, chàng chẳng phải là người đầu tiên. Cái cuốn từ điển dài quá cỡ này có mê lực gì mà khiến anh ta ham hố thế? Giá anh cũng ham hố làm ăn như ai nhỉ? San cúi gặp người xuống giường, lấy cuốn từ điển đặt lên quãng giữa hai cặp đồi lộ liễu của mình. Cô tò mò lật vài trang, toàn những chữ thôi thi thoảng thấy có vài hình vẽ ông tây bà đầm lật thêm một vài trang nữa cái gì thế này lại thư thư của ai sàn nhẹ bẫng cả người khi đọc thấy ngoài phong bì một dòng chữ nắn nót tên người nhận kính gửi thầy hoàng thuyên à chắc lại một học trò cũ nào đó gửi thư cho ông già nhà này đây mất gì của bọ mà chả đọc và sàn đã đọc một lèo hết cả hai trang thơ thưa thầy thuyên kính mến con đã tiếp được thư của thầy cách đây vài hôm. Con chậm trả lời, mong thầy lượng thứ. Con phải nói ngay để thầy khỏi ngạc nhiên. Con là Lê Bình, một học trò cũ của thầy cách đây đã ngót nghét nửa thế kỷ. Thầy còn nhớ cậu học sinh lớp đệ nhất ngồi bàn đầu có dáng người phồng phao và hay gấp máy bay giấy trong giờ học không? Chính là con, Lê Bình đấy. Vì nghịch ngợ mà con đã bị thầy bắt ngửa bàn tay trái ra, vết cho hai thước kẻ lằn đỏ thịt lên. Đến giờ con vẫn không quên chính nhờ sự nghiêm khắc dạy dỗ của thầy mà con nên người như hôm nay lẽ ra con phải về nhà thăm thầy thăm lại trường tiểu học làng dòng con xin khất với thầy khi có dịp thưa thầy kính mến nay con được đảng và nhân dân giao cho trọng trách đứng đầu đảng bộ một tỉnh trung du con có biết bao chân trở suy nghĩ đọc thư của thầy con càng thấy mình xa rời thực tế quá còn chuyện phấn đấu của em nghĩa thầy để con trao đổi với các đồng chí trong thường vụ đã rồi sẽ có cách giải quyết. Ký tên học trò nhỏ của thầy. Bức tư như một luồng gió đêm mát lạnh lùa vào căn phòng ngột ngạt sàn đang ngồi. Lê Bình ơi, cái tên nghe lạ tai quá. Người đứng đầu một tỉnh hẳn phải là một nhân vật cỡ bự, có nhiều thẩm quyền, sàn như gieo lên. Ta đang gặp rắc rối trong vụ làm ăn đây. Không ngờ ông già khuất ta biết nhà này lại có học trò làm đến quan cấp tỉnh. San hối hả mặc quần áo mở cửa chạy sọc ra gần tràng kỳ chỗ bố chồng vẫn ngủ gọi to. Bố, bố đã ngủ chưa hả bố? Nóng quá, bố không ngủ được con à. Ông tuyên đáp, giọng vẫn tỉnh táo. Để hôm nào con mang về cho bố kết quạt. Giọng sàn ngọt sớt. Thôi thì tổ tốn thêm tiền điện. Bố già rồi, sống được bao lâu nữa mà lo tiết kiệm. Có quạt thì trước hết phải dành cho cu tí chứ. Ai có phần ấy bố ạ? À? Ông tuyên về hoài ngồi dậy, ông vặn ngọn đèn dầu lên cho sáng, chứ không dám bật công tắc điện. E sáng quá làm cho cu tí thức giấc, ông ân cần bảo con dâu. Dạo này, bố thấy con đi về hơi khuya đấy. Thì đã sao hả bố? Phải kiêng cái mồm thiên hạ. Thời buổi làm ăn, phải năng động mới ra vấn đề. Sàn cười, lại cái cười như đóng kịch mà ông Thuyên cứ phải đền lọt qua tai mỗi lần tiếp xúc với con dâu. Này bố, hình như bố có quen một ông nào to lắm ở trên tỉnh nhỉ? Sao con biết? Ông Tuyền hơi sừng sốt. Ông ấy vừa gửi thư cho bố đấy thôi. Sàn vừa nói vừa chia bức thư của Lê Bình ra trước ngọn đèn. À, chú ấy là học trò của bố từ thời Tây. Thế thì già lắm rồi còn gì? Độ ngoài 50 thôi. Ôi tuyệt quá, sao bố không mời anh ấy về chơi? Ôi dạo, người ta bận trăm công ngàn việc. Bố có một chỗ dựa cơ bản như thế, sao bố lại giấu chúng con? Vâng trán ông Thuyên cong lại. Ông chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của sàn ông Thanh Minh. Nào bố có biết là bố có một người học trò làm đến bí thư tỉnh ủy đâu. Thư của bố chỉ để chung chung, kính người đồng chí bí thư tỉnh ủy thế thôi, chỉ là chuyện tình cờ con à. Thế bố nói với người ta những chuyện gì? Sàn gặng hỏi sự xuất ruột lộ ngay trên nét mặt về chuyện phấn đấu của thằng Nghĩa. Ôi giời, lại chuyện rời ơi đấy. Sàn thở dài. Sao con lại ăn nói như thế? phấn đấu là chuyện cả một đời người. Con chả cần phấn đấu, con chỉ cần phấn sáp thôi. Ông Thuyền đã thấy nóng mặt, ông không chịu nổi cái thói ăn nói vô học của sàn. Đúng là con nhà tông, không giống lông, cũng giống cánh. Ngoài chuồng, con gà trống cổ cất tiếng gáy báo hiệu nửa đêm. Bị mất ngủ truyền miên, ông đã thấm mệt. Nghe chuyện con dâu, ông càng như bã người ra. Ông vặn nhỏ ngọn đèn xuống, ra ý muốn ngàn lưng những sàn đâu có chịu buông tha ông đấy bố xem con làm giám đốc có cần phải sinh hoạt trí bộ nào đâu bị dồn vào thế bí ông thuyền gắt đây là việc của con con không được động đến thôi bố còn sống được bao lâu nữa mà bố cứ hay bực mình cho tổn thọ thời buổi này các cô gái chỉ mong kiếm được một đức lang quân là giám đốc hay cục kiếc gì đấy thôi, có chức có quyền là có tiền. Ông nghĩa nhà này thì... Thì thế nào? Ông Thuyên hỏi dồn nó không có mẽ làm giám đốc. Làm giám mã vậy? Ông Thuyền giận tím mặt, ông không ngờ con dâu ông lại dám ăn nói vô lễ như thế trước mặt ông. Cô sàn khôn ngoan kịp nhận ra sự diễn biến tình cảm ấy trên nét mặt già nua khắc khổ của bố chồng. Cô ngồi lại gần ông tỉ tê. Bố ta lỗi cho con, nhưng con phải nói thật anh nghĩ nhà con đần lắm. Làm cái anh cán bộ kỹ thuật giao thông mà không biết cách ăn. Người ta bảo trải thảm mắt đường bằng nhựa át phan dày 40 phân, rộng 8 mét. Thì chỉ nên trải dày 30, rộng 7 mét rưỡi thôi chẳng hạn. Cứ mỗi cây số là đã có thể hái được vài chục triệu như bẫn. Ông Thuyên dùng mình. Thế tức là tham mô, là làm dối ăn thật. Vấn đề là phải biết vận dụng quyền chuyển. Thế bố không thấy tay trưởng phòng giao thông công chính trên thị trấn à? ngày mới nhận chức chỉ còn đi chiếc xe đạp cọc cạch chỉ một thời gian ngắn đã thấy cưỡi cá xanh chẳng bao lâu thì thay cúp lại sắp đờ rim đến nơi rồi nghĩ mà thèm nghe con dâu nói thào thào ông tuyên chỉ thấy sốt ruột ông dằn giọng chả trách con và thằng nghĩa không bao giờ nói chuyện với nhau được êm thấm thì bố cứ chịu khó nghe con nói đã san tiếp tục câu chuyện không thèm quan tâm đến ý tưởng của bố chồng này nhá bố dạy học hết thời tây đến thời ta rốt cuộc lại bố được gì bố là một con người hoàn toàn trong sáng thậm chí trong vắt bố ạ à. chiếc giường cá nhân mà nhà trường kỷ niệm cho bố đang mọt rỗng ra kia kìa lương hưu thì phập phù ôi con bé đã khơi đúng vào nỗi buồn phiền của ta ông già thầm kêu lên rồi cúi gằm mặt xuống đúng là ông có chịu thua các bạn kém bè về nhiều phương diện nhưng ông quyết không là một kẻ đào tàu một kẻ bất mãn già như bố mà còn phải lăn lưng ra nuôi lợn sàn tiếp tục bồi thêm rồi như sực nhớ tới một điều hệ trọng cô hỏi dối rít: thế bố đã viết thư trả lời anh bí thư chưa chưa mà viết cái gì cơ chứ người ta bận trăm công ngàn việc viết những chuyện bố con mình đang nói đây này dòng san vẫn thản nhiên xin nâng một bậc lương chẳng hạn có lần bố trả phàn nàn với con là bố bị thiệt thòi là gì bố bảo thời tây bố dạy tư lương tháng chỉ có 20 đồng mà vẫn đủ ăn lại còn sắm xanh được bao nhiêu thứ trong nhà thế còn xui bố đi kiện à Ông Tuyên hỏi lại giọng lạnh tanh. Không phải là kiện, mà là trình bày, là kêu. Còn có khóc, mẹ mới cho bú. Nếu bố bận thì để con viết cho. Ông Tuyên giật bắn người đứng phát dậy quát. Này, bố cấm con không được làm như thế, nha, cấm. Chiếc xe lada màu trắng mới cứng lại lăn bánh đến đón sàn trước khi Nghĩa rụi mắt ngồi dậy. Nhiều đêm, khuya lắm sàn mới về nhà, Trưa sáng đã cập dập đi rồi, chẳng muốn nói biết chồng một câu. Mà biết nói chuyện gì, vợ chồng cứ như sao hôm sao mai. Cô ấy chỉ thích nói chuyện làm ăn, móc chỗ nọ ngoặc chỗ kia, nghe cứ sốt cả ruột. Còn Nghĩa thì cứ trúi đầu vào chồng sách, xoắn suýt với cuốn từ điển La Rousse. Có những tối anh lên tận thị trấn, đến nhà một người quen để học tiếng Pháp qua tivi Phía trên đầu giường gần ngay chỗ để trồng sách tiếng Nga mà Nghĩa vẫn làm gối là bộ quần áo sàn mới thay. Rồi cả cái su chiêng, chiếc quần lót. Thế là Nghĩa này có thêm việc. Một công việc chẳng ra tự giác cũng chẳng ra là bắt buộc. Vợ chồng đặt rũ quần áo cho nhau là chuyện thường tình ở đời. Nhưng mới sàn, chuyện lại không đơn giản như thế. Cô coi việc chồng phải chiều chuộng vợ, phục vụ vợ là chuyện đương nhiên, là điều khỏi phải bàn cãi. Thậm chí, cô còn lấy làm hãnh diện khoe với đám bạn bè vô công rồi nghề ông nghĩa nhà tao được cái ngoan lắm bảo gì nghe đấy, quần áo tao thay ra khỏi phải khiến cũng biết đường làm nghĩa thấy khổ tâm vì bị xúc phạm san đã coi công việc anh làm như nghĩa vụ của một người hầu một con sen ngày xưa không anh có những ước mơ khoa học của anh đầu góc anh chẳng mấy khi rảnh rỗi điều này thì san không sao hiểu được có tiếng kẹt cửa sau đó là tiếng ông thuyên. Nghĩa đã dậy rồi đây à? Ra nhà ngoài uống nước, bố có câu chuyện với con. Nghĩa về ngoài đứng dậy, với khăn mặt toan đi ra giếng. Nhưng trước gương bầu dục đã níu chân anh lại. Gương mặt vờ phạc kém ăn, kém ngủ của anh hiện ra trong gương. Anh đã thề với mình rằng sẽ chẳng bao giờ anh để cho chiếc gương kia phản chiếu gương mặt của anh. Thế mà bây giờ Chiếc gương hình như của lão tốn. Anh chỉ ngờ ngợ như vậy, chứ làm gì được. Anh bực bội lại ngồi bên trước tràng kỷ đón chén trà nụ bố vừa mới pha trong chiếc ấm ra lươn. Tối qua vợ con về con biết chưa? Ông Thuyền bắt đầu câu chuyện, giọng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Con ngủ say quá bọn. Con không nên vô tâm như thế, Phụ nữ người ta cần tình cảm, thích được quan tâm. Con không nghĩ đến nó, khác có người khác nghĩ hộ. Bố định nói gì cơ? Nghĩa tò mò hỏi. Chỉ là bố ngày nào cũng thấy có người đưa đón nó bằng ô tô. Càng tốt, con phải lo việc của con. Nghĩa tự ái. Nhưng người ấy là ai? Lão tốn. Dân làm ăn với nhau đấy mà. ngêu tầm nghêu, mã tầm mã dù sao cái sàn cũng là vợ con bố thấy trướng tai gài mắt lắm con đã đe cô ấy mấy lần rồi cô ấy không nghe lại còn lu loan lên là con đặt điều là con ích kỷ bố còn là gì tính cô ấy nữa lại thêm mẹ vợ con rõ chán Trả nay cứ để nó sống buông tuồng mãi thế sao con và sàn không hợp nhau bố ạ bố biết bố biết nhưng vợ chồng chứ có phải cái áo mặc đâu mà bảo thay ngay được. Với lại các con tự xây dựng với nhau cơ mà. Bố đừng nói lại chuyện cũ nữa. Ông Thuyên thở dài, ông nghĩ tới sàn và liên hệ với Yến. Hình ảnh sàn và Yến trở đi trở lại trong óc ông như một thước phim ngắn ngủi. Âu cũng là tại duyên số. Giá như ngày ấy, thằng Nghĩa không gặp con sàn ở nhà ga tiên kiên. Khi nó ở nước ngoài trở về, Đấy là chuyện đã qua. Chuyện hôm nay, con trai ông đã có vợ, có ăn hỏi cưới xin đàng hoàng. Chúng nó đã có một mặt con với nhau, và ông có cháu đích tôn, thằng cu tí đấy. Ông có nghĩa vụ phải vun vén cho hạnh phúc của chúng nó. Chả gì gia đình ông cũng được tiếng với làng xóm là một gia đình có nền nếp, gia giáo. Ông sợ tai tiếng với dân làng. Trộm vong linh mẹ nó, đời ông đã không được yêu, không được biết tình yêu là gì. Đời con ông không thể lặp lại. Xong thật chớ trêu, thằng Nghĩa lại không yêu vợ. Hay đúng hơn là gần đây nó đang chán vợ, Nốt thờ ơ với vợ nó. Đêm qua vợ con đã đọc bức thư đấy rồi. Thư nào? Nghĩa cao cao vầng chán. Thư của đồng chí Lê Bình gửi cho bố. Thì cứ cho cô ấy đọc. Không, bố lo là lo chuyện khác kìa. Bố sợ là nó sẽ viết thư cho đồng chí Lê Bình. Lại thế nữa. Nhưng mà viết để làm gì? Lợi dụng người ta. Nghĩa hơi thẳng thốt. Điều ấy, quả thật anh không nghĩ ra. Rất có thể sàn sẽ lợi dụng mối quan hệ tốt đẹp giữa chú Lê Bình và bố để mưu cầu lợi lộc trong một phi vụ làm ăn nào đó của mình. Tự dưng Nghĩa thấy toàn thân nổi gai lên. Anh nói. Bố ạ, à, con rất mừng và rất hãnh diện khi biết bố có một người học trò như chú Lê Bình con đang nghiên cứu một đề tài khoa học lý thú. Có người khuyên con phải tìm ô dù. Có ô dù thì sẽ có tiền có đô la đầu tư cho khoa học, sẽ được đi nước ngoài. Xong con không muốn hạ mình. Nghe nói chú Lê Bình là một kỹ sư kinh tế giỏi. Nếu con báo cáo với chú ấy ý đồ của con, chắc chú ấy sẽ rất ủng hộ. Nhưng công việc của con còn chưa ra ngô ra khoai gì. Đúng là con trai của ta, giọt máu của ta. Ông Thuyền khẽ thốt lên, buồn vui lẫn lộn trong lòng. Ông vui vì Nghĩa đã là một người đàn ông chín chắn, biết sống cho tương lai. Ông buồn vì đường vợ con của nó không suôn sẻ. Nghĩa không nói ra, xong ông biết. Cứ mỗi lần đụng độ với nhau, sàn lại nặng nặc đòi ly dị. Còn Nghĩa, anh không dám hưởng ứng lời đề nghị ấy của vợ. Bởi lẽ chỉ cần anh tỏ ra cương một chút thôi là sàn sẽ ngã ngay ra đất, giá ngất rồi lu loan lên, giành lấy phần thắng về mình, bất chấp phải trái. Với một người đàn bà tranh chua, ngoa ngoắt như sàn, Nghĩa trần là phải. Sao cái môi của cô ấy mỏng thế? Nhiều lần anh phải tự hỏi mình như vậy. Người đàn bà mỏng môi thường là người lắm điều, đáo đệ. Vâng, bà thông gia của ông Thuyên cũng được trời phú cho một cặp môi như thế. Ông lựa lời nói với Nghĩa. Bố cũng rất mừng là thời buổi nhũ nhương này con đã không bị xa ngã. Con đã biết cách sống là một người có ích cho xã hội. Bố cũng mừng nữa. Không phải bố có một người học trò làm quan to, biết nhớ đến thầy học cũ. Bố mừng vì xã hội ta đã biết trọng dụng những người tài và có tư cách như chú Lê Bình của con. Theo bố, Lú là người thế nào? Nghĩa bật hỏi, con thấy khó cắt nghĩa quá. Ông Thuyên sừng sốt. Chết sao con này gọi là Lú? Ông ấy dạo này khá lắm, nhưng con với nó là bạn học nhau từ nhỏ mà. Ai chả biết thế. Nhưng với lãnh đạo thì con phải mềm mỏng một chút. Cứng quá hỏng việc con ạ. À. Ông ấy lại đang theo dõi chuyện phấn đấu của con. Đời bố đã cương nhiều hơn nhu, nên bố chịu thiệt. Bố muốn khuyên con. Theo con hiểu, tư cách của một con người là một cái gì đó khó thay đổi. Những kẻ chỉ biết xu nịnh lãnh đạo là những kẻ quen sống giả. Trước mặt nói thế này, sau lưng đã nói khác. Biết là đạt được lợi ích. Con biết làm thế là có lợi nhưng con không sao bắt trước được không sống khác mình được đó chính là tư chất của con nếu con có trách là trách bố đã sinh ra con và rèn rũa cho con cái tư chất đấy ông tuyên cười hề hà ông nghiệm ra rằng mỗi lần nói chuyện với nghĩa dẫu có những giây phút căng thẳng bố con chưa thông cảm với nhau rốt cuộc vẫn là những câu chuyện trao đổi bổ ích cho cả hai phía rõ ràng đó là một cuộc nói chuyện của những người có văn hóa có học nghĩa xin phép bố đứng dậy vì đã đến giờ đi làm từ nhà đến thị trấn không xa lắm nhưng hôm nào Nghĩa cũng đến nhiệm sở trước giờ làm việc khoảng 15 phút. Đến nhiệm sở lao vào công việc, anh quên hết mọi chuyện trên đời. Đến cả cái khách sạn nghỉ cho khỏe của vợ kia, anh cũng chưa hề đặt chân vào. Trời mà biết, ở đó người ta đang làm những chuyện gì. Đạp xe được một quãng đường rồi, Nghĩa vẫn không sao quên được những điều bố nói về luôn. Thằng bạn từ thùa thiếu thời, thi lên lớp 5 không động, ở nhà chuyên nghề chăn trâu bắt cua. Không biết làm cách nào mà leo lên được cái ghế bí thư đảng ủy xã. Bố không gọi luôn là thằng lú như hồi hai đứa còn đàn đúng với nhau nữa. Bố gọi luôn là ông ấy, nghe cung kính khác thường. Phần về bản tính nề trọng bề trên của bố, một ông giáo làng kỳ cựu, nho nhã, phần vì bố sợ hỏng việc của con trai, còn lời khen khá lắm của bố, không biết nên hiểu thế nào cho đúng. Khá lắm, cũng có thể hiểu rằng lương bây giờ đã là một nhân vật đứng đầu một xã, có quyền hành oai phong trước hàng tổng nói một lời mọi người phải răm rắp theo. Thêm nữa, cái ý khá lắm bố nói đó cũng hàm cái nghĩa là luôn lúc này không còn là thằng lú chui rúc trong túp lều siêu vẹo hồi nào nữa, mà đó là luôn chủ một khu nhà ngói khang trang có vườn rau, ao cá, nghĩa là cốt thừa giữ kiện để giải bài toán VAC cho đời sống. trong lúc ấy ở phía khách sạn nghỉ cho khỏe sàn và lý đang ngồi trụm đầu xem tấm mảnh chụp chân dung lý với một bông hồng đỏ chót che kín một góc môi Ảnh đẹp hết ý nhé sàn khen em chịu bà chị lý ngoảy cái đầu nhưng em không thích lừa dối ai sao lại lừa dối sàn cau mày tỏ ý không bằng lòng chỉ cần trông thấy cái ảnh này thôi là thằng tuấn sẽ chết mê chết mệt chị cam đoan với em như vậy trai tơ mà kìa chị Lý đứng dậy nhìn thẳng vào mắt sàn. Chị tốt với em quá, chị quan tâm đến em quá, em biết lấy gì đến ơn chị. Nhưng em và anh Tuấn chưa hề biết nhau, lại ở xa nhau, anh hết chưa lập gia đình lần nào, em thì đã. Sàn gạt tay Lý ra khỏi vai mình, nói rất rốt rắn. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, ơn với trả huệ, khi nào thành vợ thành chồng, chị sẽ bày cách. Lý dâm giấm nước mắt giọng thật thà. Nhưng khỏi phải gửi tấm ảnh đi chị à, ai lại che bông hồng vào chỗ môi sứt bao giờ? Sàn cười phá lên, <laughs> cô em này ngây thơ quá có một lần chồng rồi mà cứ như gái tân ấy phải biết gây cảm tình ngay từ phút đầu với lại môi em bị như thế là do vấp ngã chứ đâu phải bẩm sinh cá đã cắn câu biết ngày nào gỡ thực lòng lý không hiểu hết cái tâm địa xấu xa của sàn lý đã có một đời chồng chồng lý tên là lịch ba năm đi làm thực tập sinh ở nước ngoài lịch mãi chạy theo một cô bồ hơn mình chừng 3 tuổi là người nga và ruồng dẫy vợ bỏ lại mẹ già bơ vơ không nơi nương tựa hiện thời Mẹ Lịch đang ốm nặng. Đương lúc chơi vơi, Lý gặp Sàn và được Sàn nhận vào làm ở khách sạn này. Một việc làm tình nghĩa đấy chứ. Lý đâu biết mối quan hệ căng thẳng giữa Sàn và Thuấn, giữa chị dâu và em chồng. Sàn ngờ rằng trong thái độ lạnh nhạt của Nghĩa với mình có bàn tay chia rẽ của Thuấn. Bức thư của Thuấn Sàn còn giữ đây. Không những thế cô còn cho photocopy ra làm nhiều bàn, gửi cho nhiều người quen, cốt để biêu diếu Thuấn đã can thiệp thô bạo vào hạnh phúc của vợ chồng cô theo hiểu biết nông cạn của sàn thì hành vi của thuấn là một hành vi tội ác cần phải được trả nợ bằng tội ác cô nghĩ ra cái trò mối mai lý cho thuần không ngoài mục đích trả thù lâu dài nghĩa là cô hy vọng sẽ khiến được lý theo ý mình sẽ biến lý thành chồng của thuấn từ đó gây chia rẽ lục đục giữa vợ chồng chúng với nhau sàn cứ nhắm mắt hành động và cô tin là cô sẽ đạt mục đích niềm tin ấy cũng mãnh liệt chẳng kém gì niềm tin vào cái mục đích làm ăn mà cô đang theo đuổi kia những hàm hố, những tam vào ngờ đời đang cuốn cô đi, giống như dòng lũ đang cuốn một con thuyền không người lái. Hoặc đúng hơn là một người cầm lái tồi và biến cô trở thành một người đàn bà ác độc với cái vẻ bề ngoài diêm dúa những son phấn. Cô có hiểu đâu chính lý cũng đang phần vần suy nghĩ về cô. Lý có cảm giác sàn hơi xem thường mình, có phần đánh giá thấp mình, coi mình quá con nít, nói gì cũng phải nghe cái cảm giác ấy cứ xoáy sâu mãi vào lý khiến lý đi đến một ý nghĩ chua chát hơn rằng hình như sàn đưa lý vào làm chân thủ quỹ ở đây là một sự hàm ơn quá lớn và bây giờ sàn muốn gì lý cũng phải chiều chả gì lý cũng là một cô gái từng trải đã biết thế nào là đàn ông sao sàn không đếm xỉa đến điều ấy lý linh cảm thấy cuộc hôn nhân cuộc tình duyên giữa cô và thuấn do sàn sắp đặt có cái gì đó gượng ép có cái gì đó mờ mờ, ảo ảo, trông tranh. và hình như sàn còn muốn dẫn cô đi xa hơn cái đích ban đầu nữa. Khởi thủy câu chuyện là như thế này. Chị hỏi thật em đã dứt hẳn với thằng lịch chưa? Có lần sàn đã gặng lý như vậy, nhân lúc hai người ngồi bên tách cà phê. Chúng em đã ly hôn rồi. Lý đáp lại một cách thản nhiên. Đây là về pháp lý, chị muốn biết tình cảm thực của em cơ. Để làm gì hả chị? Để chị mối mai cho một đám. Lý dãy nảy lên, eo em chả lấy chồng nữa đâu, em sợ. Nỡ mà, chị đã định tác thành là phải được, đám này hay đấy. Gì chứ sỏ mũi được là cái chắc. Nhưng sao lại sỏ? Lý hỏi lại, về dè dặt. Đàn bà là phải tay hòm chìa khóa, là phải chỉ huy mà hiểu chưa san đổi cách xưng hô, mày xem đức lăng quân của tao đấy, biết gì ngoài cái khoản kia thậm chí còn phải tập sự cho nữa đấy. Lý kiếm cơ đứng dậy, càng nghe sàn nói, Lý càng thấy tròn trợn. Lý không thuộc hàn đàn bà như sàn tưởng tượng. Sàn là loại người khó nắm bắt, nói năng lắm lúc thật khôn ngoan, đâu ra đấy. Xong càng nói càng hóa dại, hóa liều. Lý chỉ cười nói, <cười> anh nghĩ nhà chị em ấy chỉ tiếp xúc có vài lần thôi, nhưng em nghĩ chị thật may mắn, hạnh phúc hơn nhiều người. Mấy cô cùng làm việc một chỗ với anh ấy, cứ khen này nghe hết lời. Thế à? Sàn thốt ra một câu hỏi đầy ngạc nhiên, sau đó lại đổi ngay thái độ. Đổi mấy cây vàng đấy, em nào chịu chơi cứ việc. Chị ơi, anh nghĩa là người đàn ông có sức hấp dẫn. Nghe giọng nói thật thà của Lý, Sàn hơi trột dạ. Ý mày định nói, chỉ tưởng vàng mà quý ư? Với ta một chùa nhà không thiêng. Sàn văng ra câu ấy cho bỏ tức. Thực ra lòng cô đã ngổn ngang như tơ vò, ừ biết đâu đấy nơi làm việc của nghĩa cũng có nhiều cô gái trẻ biết ăn diện lại cô học thức mười cây còn rẻ chán lý cứ nói một cách hồn nhiên cả chục ngàn đô đưa về nước kia có cứu vãn được đâu lý muốn ám chỉ lịch nhưng hạnh phúc sao lại có thể đánh đổ được bằng vàng hả chị đừng có mà lý sự vớ vẩn nữa san bỗng gất gỏng đi ra hiểu ảnh trung du với tao cái tên thuấn bắt đầu lên vào những suy nghĩ thường ngày của lý là như thế Bây giờ em phải đi có việc chị San à. Lý tìm cớ toái lui. Đi đâu? Lại đến nhà mẹ thằng Lịch à? San hỏi dồn dập Mỗi tiếng của cô như một hạt sỏi văng vào mặt Lý. Rồi ạ, à, mày còn thì ra tụt vào ngôi nhà ấy thì thằng con trai nào dám tin mày. Phải chấm dứt ngay đi, hỡi của em giải dột của tôi. Nhưng em và anh Lịch đã dứt khoát với nhau từ lâu rồi. Lý cố thành mình. Mày bắt thiên hạ phải tin mày sao? Không phải thế. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhưng trong chuyện này mày phải nghe tao, Nghe giọng nói đàn chị của sàn, Lý chỉ trực rơi nước mắt. Cô như cái trong trắng đứng trước gió, quay chậm hay nhanh, không phải do tự ý mình. Chị ơi, mẹ em ốm nặng lắm. Lý vẫn gọi mẹ chồng là mẹ một cách tự nhiên và ở mọi nơi, mọi lúc. Bỏ mẹ một mình em không nỡ. Thì tùy. Sàn nói đầy về thách thức. Chị có giận, em xin chịu. Chào chị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết Nửa Đời Khép Lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.